Ai không đạp xe là có xe để chở khách nè. Có thuê hướng dẫn viên là 4 tiếng là 500 ngàn. Dạ vậy 4 tiếng đi chị. Dạ 4 tiếng. Dạ 2 xe. Lắp. Wow. Đã chưa? Thử ơi mát không? Công việc xa sàn. Bên đây là họ phụ. Nó có cái 5 cái thân lên nè. Đi xuống thử xem. Có họ cà phê nè. Rubia, trời giống như là gáo tròn, đây là họ cà phê. Ủa, họ cà phê mà sao cái cây giống cây cà phê này thôi rồi đó. Thôi rồi lụm ơi. Cháu. Cái tung. Wow, 400 năm. Thử cho bắt lửa luôn. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, thì hiện tại Nguyệt và Thiện đang ở trước cổng là vườn quốc gia Nam Cát Tiên hay là vườn quốc gia Cát Tiên. Thì hôm nay Nguyệt và Thiện sẽ thay đổi gió một chút xíu, là mình sẽ đi lên rừng để gọi là thanh lọc cơ thể, với lại mình đi chữa lành luôn. Mà hôm nay là thấy là rất nhiều người đi tham quan vườn quốc gia Cát Tiên luôn đấy cả nhà. Nguyệt thấy là các xe tour, các xe cá nhân này, các xe gia đình luôn, là bãi đây là bãi gửi xe ô tô. Và phía trước thì cũng có nhà dân là sẽ cho thuê là mình để xe máy trong đó. Thấy là chưa gì là đã thấy một đoàn về rồi này cả nhà. Thì Nguyệt tới là bây giờ đang lúc là tầm 3 giờ chiều, nên là cũng thấy là có một đoàn về rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ Nguyệt và Thiện sẽ đi mua vé nha. Thì vé ngay ở trước cổng đây luôn. Nguyệt cũng không biết là bao nhiêu một vé nữa. Chắc lần sau mình quay lại ở đây là mình sẽ đi cắm trại. Đúng rồi, lần sau mình đi cắm trại. Thấy như ở đây là có mang đồ cắm trại đi leo núi rồi. Chị ơi, cho em hai vé. Nó ơi, bển còn xe đạp không vậy? Hôm nay đâu khách, em không biết là còn hay không nha chị. Để chị biết, chị lấy ô phía ngoài. Ồ, có thuê xe phía ngoài nữa hả cô? Còn nếu không thì chị hoành về thì mất tiền không vậy? Không còn vé cổng nữa. Không thì chị chờ chị nào mà có ai về họ đi xe họ. Để cho chị trước 5 vé đi. Dạ. Bé này 2 cho em 2 vé. Ủa vé xe đạp thì mình lấy ở đây luôn hả? Hay là sao? Hay xuống chỗ trong kia. À dạ. Qua sông rồi trái 100 mét. Rồi dạ. Ok. 2 vé của em bao nhiêu chị? 2 vé 120 ạ. Của chị mấy? 5 vé. Ủa, mình có mang dưa hấu không? Còn mình ở dưa hấu vậy? Thôi mình đi luôn. Như đó có chút xíu. Xem nào. 60 ngàn một người. Thấy cũng giá cũng không đến nỗi ha. Tại như mà cái nơi mà gọi là giống như là Thủy Châu, Long Châu á, gọi là cái gì khu du lịch á.
có 6, 7, 80 ngàn một vé một người. Long Châu, Thủy Châu là ở đâu? Thủy Châu, cái khu vui chơi giải trí. Không, cái đó anh không biết rồi. Hiện tại thì hai đứa vừa từ cổng chính mới mua vé xong. Thì bây giờ mình sẽ qua bên kia, mình sẽ có một cái đò nhỏ để mà đưa khách sang bên kia. Giờ mình thấy cũng rất là đông nè. À dạ. Vé này vào cổng cũng là vé qua lại đò luôn. Dạ dạ, vậy là phải giữ kỹ phải không chú? Dễ sợ chú thì. Thôi thôi, nói chung là mình cứ giữ lại đi. Hồi nãy chị bán vé nói này là rất là đông luôn. Bây giờ là 2:30. Ờ, nói chung là bây giờ thì nghĩ là bây giờ buổi chiều thì chắc sẽ về nhiều rồi. Hy vọng là sẽ có trống xe đạp để mình thuê. Không biết có nổi không chứ trời. Nếu mà không hả? Vậy là buồn lắm, không có xe đạp là buồn lắm. Nếu mà không có xe đạp mình sẽ đi vô dịp sau. Với lại cả nhà bây giờ mình đang có mùa bướm rừng ấy cả nhà. Mình thấy xung quanh đây mấy con bướm nó bay này. Và vô trong rừng là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều. Nhưng không biết là mình có dịp mà hoặc là cơ hội gặp bọn nó. Sợ vô tới chục kia tối thôi. Tối thôi, nó sợ nó thấy người nó chạy mất. Và vô trong trong này nó có cái cây cây tùng đúng không? Cây tùng, to. Cái tùng năm ngón. Năm ngón hả? Giống như là nó có nó rất là nhiều cái thân của nó bè ra thành năm miếng. À dạ. Ở phía bên kia là có một đoàn khách cũng tham quan sông vườn quốc gia Cát Tiên rồi, đang về phía bên này. Thì cái đoạn này là đoạn thuộc sông Đồng Nai luôn. Hiện tại thì vẫn còn rất là nắng, 2:30 nhưng mà vẫn rất là nắng. Đây, đoàn khách lên rồi nè. Rớt canh nha, rớt trái là mình hốt liền. Rớt trái lượt để bỏ vô cho ba lô liền. Hey, cái này ghe này giống như gì đúng không? Biết giống như cái hải. À, cái cầu, trời, cái cầu ngày xưa. Thôi, mình không có nón, mình mình xí dạ. Xí ở đây trước đi. Xí đây đi. Mình quên lấy cái nón. Mình đã đắp xuống bến này. Nhiều người lên mà nhiều người về luôn. Đây thì thường mình đi này thì phải có áo khoác với lại nón ô dù gì đó. Còn bây giờ hai đứa hoa quá bướm, có bướm rồi kìa. Bây giờ đang là mùa bướm rồi. Mà bây giờ hai đứa đi là không có nón mà không có gì luôn. 2:45, gần 3:00 chiều. Thì vô trong đây là bây giờ người ta đạp xe kìa anh. Đâu? Kia. Xe đâu? Người ta đạp xe kìa. Hình như lên bên phía bên tay trái. Đi, mình qua bên kia trước đi. Rất là bây giờ mình sẽ Thiện với Nguyệt sẽ qua phía bên khi mà mình vừa qua đò xong á. Mình qua phía tay trái đi 100m thì sẽ có chỗ để thuê xe đạp này. Đây. Dịch vụ thuê xe đạp nè. Mình sẽ có dịch vụ thuê xe đạp. Cây si trăm thân, điểm cắm trại, cây tùng cổ thụ. Như vậy là cái hướng đó sẽ là chỗ cây tùng cổ thụ luôn. Đâu
đâu, nhà màu đỏ đâu đó, ngôi nhà ngói hả? Rồi mình quá sai luôn rồi, mình không có đem nón về là mọi người sẽ được lên một tông màu nha. Nation Park này, thực vật 1655 loài, thú là 96 loài. Wow. Hơn 30.000, ngày lễ là 35.000. Một tiếng là 30, ngày lễ chắc là 35, mình là ngày 35 đó. Đấy, vô đây à, có cũng có nhiều khách trả xe nè. Đi đi, mình vào bên trong luôn đi. Đạp xa không ta? Thuê theo giờ là 30.000 một xe hả? Dạ vậy 4 tiếng đi chị. Bây giờ thì hết 8 tiếng rồi, chỉ còn 4 tiếng. Dạ 4 tiếng. Dạ 2 xe. Em lập 200.000 tiền xe nha, 200.000 tiền cọc là 400, tiền cọc khi nào về đây bọn em dự lãnh. Đi hả? Vậy em chuyển khoản đó không chị? Em dạ, không có đủ. Dạ em chuyển khoản nha. Mẹ xe giờ thì 200 tiếng rồi chị, 8 tiếng. Ờ 2 xe 200, cọc 200 đó là 400. Là mình về là mình hoàn cọc lại đúng không chị ha? Dạ, ok. Để em chuyển trước đi. Em thu 700.000 tiền xe nha chị. 500.000 tiền cọc. Vậy là bây giờ chỉ còn có xe 4 giờ với lại 8 giờ thôi. Dạ không, có xe ô tô mà em không biết bây giờ ô tô còn không ạ. Ở đây là mình chạy rồi mình đạp được tới mấy giờ chị? Ý là tối á. Tối ạ, tối là đến 6 giờ 45. Muộn nhất là 7 giờ, còn không là 6 giờ 30. À dạ chị. Ok. 9 xe đó luôn. 9 xe. 9 xe mình lấy luôn nha, nếu mà 9 xe là phải lấy luôn bây giờ. Em không phải gì đấy. Không cần ạ, em có đưa phiếu cho mình rồi. À chút phiếu. Hướng dẫn viên chị cần hả? Tại vì tất cả 400 nghìn. Hướng dẫn viên thì em gọi hướng dẫn viên cho chị. Phía trong này là có cái chỗ bãi giữ xe đạp này. Bên đây có khu vực dành cho xe trẻ em à, còn bên này là xe người lớn. Rồi bây giờ Nguyệt vô chọn xe đi nè. Lâu rồi chắc chưa đạp xe phải không? Đây là tiền cọc là 200, tiền thu khách một xe sẽ là 200.000. Tại vì hôm nay chỉ còn có 4 tiếng thôi chứ không có thuê 1 tiếng. Mình đạp cho 4 tiếng là vừa về đúng không ạ? Bây giờ quay chọn xe đi nào. Đó, xe đó nữ tắm kìa. Em chọn xe đó đi. Hay em chọn xe màu hồng không? Nè, xe màu hồng này nè. Xe này dễ thương nè. Ấy rất hợp luôn á. Không phải là hồi nãy bình thường là 1 tiếng là 30 nhưng mà bây giờ là phải hơn 4 tiếng là 120 hả? Ừ. Ra dẫn ra đây đi, dẫn cho mọi người ra đây đi. Quên mình phải mua nước suối. Dạ. Nhỏ 10.000, lớn 20. Dạ. Ủa cô cho con hỏi để mình đạp tới ấy là đạp bao xa? Ý là bao xa? À vậy hả? Nó dài bao xa chị? Từ đây tới, à, đúng rồi, con đường mình có thể đạp tới. Có nghĩa là mình mà đạp cuối đường bên này thì khoảng 20 cây. Hả? Không, nhưng mà nó nghĩa là không bắt buộc mình phải đi hết đường này. Nhưng mà cái mấy cái cây tùng bự là nó khoảng một cây. À vậy hả? Ok. Dạ. À có thuê hướng dẫn viên là 4 tiếng là 500.000 là hướng dẫn viên á. Ghê chưa? Giờ tới thiện chọn xe nè, nãy giờ chưa thấy nè. Chưa thấy một chiếc nào vừa ý cả. Em
Anh không thấy có rồi. À đây nè. Mình có, anh có túi này mà. Ok. Mà này cao quá vậy. Rồi ok, lùng lùng thôi. Ây da. Cũng được rồi. Thôi mà thôi thấp xuống tí đi. Ok, rồi. Ủa nhưng mà không thấy chiếc xe luôn á. À, nếu mà mình có thể chạy á, là tới 20 cây là con đường á. Nhưng mà cái cây tùng với cái cây mà bự chà bá lửa là rất gần. Không, nó là gần lắm. Nhưng mà ý là cái đoạn đường mà mình có thể chạy là tới Rồi ok, xuất phát thôi. Lâu rồi không có đạp xe đạp. Yên anh lùng quá em ơi, từ từ anh chỉnh lại đó. Phải biết sao không? Nó thấp á, mình đạp nó mỗi chân đi. Chân trống kìa. Yeah, mình không có nón. Nay đi về là hai đứa đen thù lùi luôn. Tại rất là nắng. Bảo tàng thiên nhiên nè. Có một đoàn khách vừa lên tới à, chiều nay em nhận là chiều nhưng mà vẫn còn rất là đông nên là em không. À, ai không đạp xe là có xe này chở khách nè. Yeah. Chạy chậm chậm thôi nha. Bên đây có cắm trại nè. Ủa không phải picnic. Trong này có dịch vụ cắm trại luôn. Chưa, còn hơi nắng quá. Bây giờ chiều rồi nên nó không có nắng gắt lắm. Nên giờ mình đi vẫn ok ha. Ở trong đây thấy là toàn có rất là nhiều cái cây lớn. Kiểu đi mấy cái xe kia rồi giết nó hư đường á. Chứ còn đạp xe đạp làm sao hư mấy cái đường này. Trong đây mấy cái cây lớn á, họ đều để cái tên. Để cái tên là để mình biết đó là cây gì hết nè. Một xíu mình sẽ gặp một cái cây gọi là cây tùng rất là bự luôn. Trong đây có hình như đây rừng tre nè Nguyệt. Bên phải nè. Tre. Hả? Chỉ có khách chạy ngược lại. Hình như mình còn đạp qua cái suối phải không? Cái này mình đi buổi sáng á, là nó dịu hơn. Chiều dễ nó bị oi bức lắm. Ngược chiều thôi. Ở dưới đây là có cái gì nè em ơi. Mình dừng lại xem ở đây có cái gì nè.
Bởi vì cái này mà, bởi vì người ta khuyến cáo là phải đội nón. À cái Tùng em ơi, đi đi vô. Ừ, để xe đây. Nè, để xe vô lọt vô đây nè. Mình phải vô. Bên này, bên này. Sửa xích cái đít qua, xích xe qua. Rồi ok, bây giờ hai đứa đã gửi xe ở phía bên này. Tại vì mình đạp khoảng vài trăm mét là phía bên trong này nó có Tùng cổ thụ. Rồi mình vô luôn, ra rồi vô luôn. Wow, mát chưa? Để xem nào. Nó không có chìa. Nó không có cái chìa. Cây thiên tế bằng lăng năm ngọn, cây tùng cổ thụ. Không, không có chìa khóa. Nó có cái dây ổ nhưng mà nó không có cái chìa. Trong đây nó sẽ có tùng cổ thụ. Như vậy là đỡ lắm rồi. Đừng mình không gọi là không có sự lựa chọn. Khi mà mình vô trong đây mà cây có gì là cũng đã cảm thấy là rất là yên bình rồi. Đi đi, nó chích cho một phát. Ồ, cũng đỡ một chút xíu rồi. Mình vào sâu ở trong một xíu thì nó mới mát hơn. Như vậy là đã mát rồi đó, rất là ok rồi đó. Phía trong này là có, khi mà mình đi thì nó sẽ có cái này đây, lối đi bằng gỗ này. Oh, đi bên này. Họ bứa trao tráo. Họ cao. Cây này trên nương nhà em cũng có nhiều lắm. Vậy nó trong rừng nó đa dạng sinh vật đó. Hồi nãy ở ngoài kia là nó để tới 1655 loài thực vật. Mấy chục loài bò sát hay sao đó. Nó có cái bảng thông tin ở ngoài á. Ngày xưa ở đây có con tê giác đó. Tê giác hả? Ồ, tê giác một sừng á. Hai sừng chứ. Giờ nó còn không? Chuyên đàn, đó nghĩ sao có một con à. À, bởi vì nó buồn. Em ơi, em ơi. Đi. Thì ông bà, chưa đâu, phải ăn sống rồi. Thì thường á, ông bà mình á, là thường á, đặt tên cây theo cái tính chất đặc trị và cái nhanh nhạc của nó. Cái cây này á, là do xoài rừng thì rất là chua, chua mà kiểu chua quéo người đó. Cái nào quéo. Dạ đây, chẳng hạn như cây mà cây ấm xe của mình á, hồi xưa ông bà mình thường dùng cái cây đó làm cái dụng bánh xe bò, ấm xe, hoặc là những cây mà cây giáng hương á, cây nó bổ rất là thơm, ông bà mình hay dùng làm như vậy thời cũng ai quay về lắm rồi. Ừ. Wow. Cái tung hay cây tùng? Cây tùng. Mọi người, cây tùng. Cây này có niên đại hơn 400 năm tuổi rồi.
Wow, 400 năm. Em có thể thấy là cái cây này cái rễ nó rất khác biệt với những cái cây trong qua wow, em coi rễ nè. Cái này là cái rễ của nó nè. Chưa cha ai vô game mà nó phát tên phát chữ ở đây. Ừ. Đây rất là nhiều cô chú anh chị mình vô chụp hình với cái cây tùng cổ thụ rất là cao và cái thân ở dưới nó rất là bự luôn. Wow, nó cao lên phía trên kìa. Quá dữ luôn. Như anh cái lá của nó không có nhiều. Ừ, lá của nó rất là ít luôn ha. Nó già rồi. Đâu mình qua ngoài sao ấy. Bự chà bá lửa luôn. Ngày xưa có một ước mơ là người sẽ làm một ngôi nhà trên cây. Hồi còn nhỏ ai cũng có một ước mơ đó hay sao á. Anh có ước mơ đó không anh? Không, mình nói ước mơ. Chắc hồi xưa xem phim hoạt hình đó thì giờ ấy, xem phim tạc răng á. Tạc răng á làm nhà. Ý có cái con gì kia? Con kỳ nhông thạch hùng gì đó. Chắc con kỳ nhông á. Con thành thằng lành. Rồi nhiều người ta khắc cái tên ở trên này luôn nè. Đi mình vòng qua đây xem. Hả? À dưới cái thân nó trẻ ra nhiều cái kìa, nhiều hướng kìa. Wow, quá đẹp. Xuất sắc. Mà ở đây cũng có đường đi nữa này. Không đi ra đường đi ở ngoài ha. Đúng không? Đây có lớn mòn đi. Nó rất là to luôn. Quá trời rồi. Phía trước là đang rất là đông. Mấy con gì á, không biết ong phải không? Nó bù quá trời luôn. Con ruồi rừng á. Ờ. Đây, mình đi tiếp đi. Khám phá cái cây đầu tiên, cái cây mà... Vậy thì mình đi chỗ khác nữa. Còn cái đường đi mà. Thì mình đi vô chỗ kia có còn không? Quá trời luôn, rất là nhiều gia đình đang chụp hình ở đây nè. Ở đây có ông, tiếp theo là cây bằng lăng 5 ngọn 150 mét nữa. Nhiều lắm, còn nhiều. Tại vì ở ngoài kia nó để cái bảng chỉ dẫn á, nó để là tới mấy cái rồi. Ừ. Giờ mình không biết đường đi, mình cứ đi theo cái này thế nào cũng ra. Bên đây có họ Tung. Đây là họ Dầu Sao Đen nè. Họ Thầu Dầu Cọc Trào này. Wow, trong đây vào rất là yên bình luôn. Rất là gọi là không có một cái gọi là âm thanh công nghiệp hết Việt ha. Rất là thích luôn. Cây cũng họ Tung luôn đó, cây Tung luôn đó nhưng mà nó nhỏ thôi. Ở đây có họ cà phê nè, Rubia, trời giống như là gáo tròn, đây là họ cà phê. Ủa, họ cà phê mà sao cái cây nữa? Cây cà phê này thôi rồi. Thôi rồi lụm ơi. Anh có con sáp trên kia kìa. Đâu? Anh thấy không? Đó. À. Em nó hơi mập á, nó đang mà nó kiểu nó đang trượt xuống dần dần, nó không có linh hoạt cho lắm. Wow, rất là yên tĩnh luôn. Giống như là ai mà muốn về một nơi mà mát mẻ yên tĩnh thì mình có thể tham khảo là vùng cái khu vườn quốc gia như thế này. Hoặc là ở trên Malagui mình cũng có một hệ sinh thái Malagui đấy anh. Ủa vậy hả? Dạ, hồi còn nhỏ ba em cho đi ra đó chơi. À. Cũng rừng nguyên sinh như vậy nè. Ờ. Ủa sao mình chưa thấy cái cây bằng lăng hết ta? 150m hay là một 150m? Hay là một cây? 0,15 cây số. Mình lên cây bằng lăng đi rồi sau đó mình tiếp tục cuộc hành trình đạp xe đạp. Tại vì cái quãng đường mà mình có thể đi tới 20 cây lận. Thuê xe là 4 tiếng. Mình có thể cắm trại trong đây đúng không? Không, nó có khu cắm trại.
nó có khu cắm trại riêng ở ngoài. Tại ở đây đâu có cắm trại được đâu, tại toàn cây không à. Với lại vô đây thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên là cắm trại là phải có cái khu riêng. Đó, nghe tiếng chim hót. Ủa, hết đường rồi hả? Buổi chiều. Mà mình cứ chủ quan, mình cứ tưởng vô trong đây là sẽ gọi là mát hoàn toàn 100% luôn, nên mình không có mang nón cái gì hết á. Đạp xe hồi nãy là muốn xỉu rồi. Hả, cây bằng lăng hả? À, bằng lăng năm ngọn nè. Nó có cái năm cái thân lên nè. Bằng lăng xoan 1 2 3 4 5 là nó đó. Nó đó. Còn bên cô... trong này nó hình như nó bị mục rồi nè. Wow. Này có thể vào bên trong được luôn. À, cái thân nó bị mục rồi, đúng rồi này. Để anh đi xuống thử xem. Cái này là trong truyền thuyết nó là nó ôm một cái cây. Ôm một cây gì đó giống như là một ký sinh á. Vậy hả? Sao nó ôm chết cây đó là nó lớn như vậy luôn nên bên trong bị rỗng. Hay vậy? Ừ, ngày xưa hồi thò nhỏ cũng được đi ra vườn cái quốc gia như vậy nè. Xong nghe được kể vậy thôi chứ lâu, câu chuyện nó lâu lắm rồi không biết là có đúng hay không. Là nó ôm một cái cây rồi cái cây đó bị chết đúng không? Là nó hút hết tinh chất dinh dưỡng, nó thuộc lại cây ký sinh gì đó. Sao mà cái cây đó chết xong rồi bị rỗng ruột. Ừ, nó chết là nó sẽ thành cây này và mình điên à. Mình đi tiếp theo 100m nữa là tới cây thương tới. Nè, người ta có đoạn là không đi lối này nè. Nhưng mà vẫn có đi. Lối này kiểu lâm đi á. Thôi bây giờ mình đi tiếp đi. Hả? Xa quá. Tại vì mình còn đạp xe tiếp mà. Đi thăm rừng. Tại vì mình còn khám phá dài trong kia lắm. Mình đi hồi mà khi mà hết nắng là nó là bắt đầu tối luôn á, cho nên là mình tranh thủ. Ngoài kia mình đi nắng với vô trong đây là yên bình rồi. Nãy ai đi cũng giống như là đồ mà đi leo núi á. Xong cái hai đứa mặc đồ rất là bình thường. Giờ mới biết được là tại sao họ lại mặc đồ giống như leo núi, tại vì nắng quá. Đây. Mới thấy em ngồi sau nè. À, cái đầu di chuyển không không hả? Với lại mình chạy, mình cứ đạp xe thôi. À, Nguyệt đang muốn trải nghiệm làm tạc răng. Có cái cọng dây này giống như phim tạc răng đu nè. Anh nghĩ đúng á. Tại vì nó giống như cái dây kìa. Nó nối những cái cây này qua cây khác kìa. Chắc ha. Nhìn nó rất là chắc luôn. Coi chừng nó rớt cái gì đó nghe. Thì chắc là tạc răng đu cây đó đó. Ồ, chắc vậy á. Nguyệt tạc răng. Nguyệt tạc răng. Đây cũng có đoàn khách đi vô này. Nguyệt thấy nãy giờ mình đi vô cái khu rừng vườn quốc gia này là đã được chữa lành sau cái thời gian ở Sài Gòn làm việc mệt chưa? Chắc là lại thêm một chút xíu nữa mới chữa lành được. À chưa hả? Hơi nóng. Hơi nóng. Nhưng vô đây là cũng thấy được chữa lành rồi đó. À, chữa được một phần ha. Chữa được một phần. Rồi. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục hành trình, mình đạp xe xuống phía dưới nữa.
Rồi cây này mới đúng tạc răng nè. Tạc răng đu trên kia xuống phải không? Đó có nguyệt tha sàn nè. Đây này cây này nó tạc răng đu này. Ờ. Nhưng ngày xưa tạc răng đu thì ghê dữ. Bên đây là họ phụ van gõ đỏ. Là cái gõ này đây. Ừ. Sao nhìn cái này nó giống như nó bị nó đen giống như nó bị cháy vậy á. Ờ. À đây thấy hình như là gõ đỏ đúng nè. Nhưng bên đây giống như kiểu là nó bị cháy vậy đó. Người ta. Nó bị mục rồi. Ờ. Tên gỗ đỏ là tên thừa loại quý hiếm mà được loại tốt á. Ừ. Anh cứ nói sao cái gỗ đó để cả trăm năm không bị hư. Đỉnh vậy. Đúng như là gỗ bàn ghế mà cái xin cái lim gì á. Ừ cái đó xịn lắm. Hoặc là cây căm xe á. Ừ cái đó xịn luôn. Nó vàng á, nó cái nó vàng vàng á. Ừ đồ xịn không. Họ cò ke. Là cái cây này thật ra nghe cái kiểu nói ngọng ngọng cái sao. Ca ca ca. Rồi bây giờ đi ra mình lấy xe mình tiếp tục cuộc hành trình nha, khám phá xuống xem phía dưới là còn cái gì nữa. Ủa sau này giống xe đúng không mà. Ủa chết rồi. Xe mình đâu rồi? Không, xe này là của anh nè. Còn xe của em hồi nãy là chiếc nào ta? Không phải. Ủa xe này này. Ai lấy rồi? Xe này thì nó không có cái kia. Rồi tình hình là hình như ai lấy lộn xe rồi. Ủa. Sao? Phải không? Hồi nãy có cái cọng này không? Không, xe của mình á, cái chỗ đó là hai phải để hai chỗ này nè. Đây và đây và đây và đây. Ừ. Rồi bây giờ là sau khi tham quan một số cái cây cổ thụ, cây tung cổ thụ, cây bằng lăng, năm ngọn thì bây giờ hai đứa sẽ tiếp tục cuộc hành trình tham quan cái con đường phía bên trong vườn quốc gia Cát Tiên này. Thì hai bên của mình nó sẽ rất là nhiều cây luôn. Và hiện tại thì nó còn rất là nắng. Cho nên là quý cô chú anh chị mà mình về đây á, thì mình phải gọi là trang bị đồ giống như là mình leo núi vậy đó. Tay dài nè, giày nè, rồi nón, khăn, đó, khẩu trang nữa. Nhưng mà thì nghĩ chắc khẩu trang thì thôi cởi đi. Tại trong đây cũng rất là sạch rồi, à, nhớ không trong rừng nè. Ở đây mình qua một cái cầu kìa Nguyệt ơi. Không, cái suối mà mình chạy xe đạp ngang luôn. Đâu phải là chạy xuống nước qua luôn. Không phải, không phải cái này, không phải cái này. Hình nó còn xấu lắm, nó nằm ở trong kia. Nó anh thấy cái clip mà trên TikTok á, đẹp lắm. Ngoài đường này á, cây nó thấp với là nó trống á, nên là nó nắng quá trời luôn. Cái gì? Trong kia hồi nãy mình đi là trời ơi, nó yên bình dễ sợ. Chuyến này đạp xe về là lên một tông da luôn. Nước da bánh mật luôn. Đây có gì ta, quầy nước. Đạp lên xíu rồi mình có quầy nước. Gần bến cự kìa em. Gần bến cự không biết nữa. Ở đây thì thấy là có cái bảng chỉ dẫn. Đúng rồi, có cái suối á. Đây có cây gõ Bác Đồng 0,7 km, Đa Lộc Giao 2,7 cây, Thác Trời là 3,7 cây, rừng Bằng Lăng Đà Cổ 4 cây,
rồi bến cự là 100m nữa. Vô. Mình không biết luôn thì mình đi tiếp đi. Rồi vào bên trong nha. Không lẽ chạy xe đạp vô được. À. Đó. Đây nè, đây nè, đây nè. Qua đây, qua đây, chọt qua đây. Thì mình đang tham quan từng địa điểm mà. Đi. Rồi cho bắp ạ. Wow. Nó có trời mát nè. Đã chưa? Rồi, đã thấy cái chữ lành rồi. Về đây là chữ lành rồi đúng không? Ờ, cái này có rất là nhiều tặng đá hôi, đàn đồ nữa, dễ thương ha. Có luôn. Mình ngồi đâu đi? Mình lên trên đầu suối đi, đó, trên đây kia kìa. Lội bộ lên tới phía kia kìa, người ta lên trên kia rất là đông. Bướm kìa, vài con bướm, không có khi mình chạy sâu vô bên trong nữa, bướm nó nhiều hơn. Bướm giống cái chỗ mà vườn quốc gia Cúc Phương á, lúc mà nó ú lên vậy nè. Wow, ôi, đứng đây là mát luôn ha, đứng đây là chữa lành luôn á, ở đây tắm được mà. Nhưng mà nước này nước suối với lại nó có, nó không được rồi là trong cho lắm, nhưng mà tắm chắc cũng ok. Nhiều bạn là nhỏ là cởi áo rồi nè. Thử ơi mát không? Thôi. Rửa cái đi đã lắm. Mát dễ sợ. Ừ, bự trời bái. Trong đây nó có mấy cậu kiến bảo đảm luôn. Ở đây mình có thể cắm trại picnic đồ này kia rồi ngon lành ha. Nguyệt chạy lên cái cây đó coi nhỏ bé như thế nào. Trong đây rồi là toàn thứ cây thứ dữ khủng. Cả trăm năm chưa nó còn cây này quá trời luôn. Ô anh ơi, mình có thể làm nhà trên đây được luôn nè. Dạ hả? Rồi mình lên là mình phải có đu dây như tạc xăng luôn. À để có dây sẵn phải không? Hay là dễ sợ. Thôi mình đi lên đường này luôn đi. Nè. Đi lên đường này luôn nè. Đây là cái dây nè. Đây là cái dây nè. Dây này cô chú anh chị mình, trời ơi coi cái cây nè. Cái này là mừng tạc xăng đu cũng được luôn chứ đừng nói. Đâm xuống đất luôn nè anh. Đâm xuống đất luôn hả? Ừ. À, vậy là ở đây nếu mà hồi xưa mà thời ăn long ở lỗ á là người ta đu. Ta tuột dây từ cái cọng trên đó xuống tới dưới đây nói dưới đất luôn. Đó. Thì đó. Hay quá. Đi. Long cây nó cần như thế nào? Trời ơi, còn thứ dữ không?
Em thấy mấy con khủng long là cỡ nào, nếu mà nhỏ là bị con khủng long nó bầm hết. Tại vì thời đó là các nhà khoa học phân tích là cái khí CO2 nó rất là cao. Nên là cái động vật lúc nó lớn to bộ là vậy. Thì đó, mấy cây nó nhỏ bé. Thôi mình lại đi tiếp thôi. Kệ nó đi em, không sao đâu. Cái đó nó chỉ dễ trời mưa mình trắng bùn thôi.